Xin chào quý anh em yêu mến kênh của Sabien. Thì đến hẹn lại lên. Mình lại lên mấy anh em hoài cái tác phẩm gọi là nghệ thuật hàng hiếm quý anh em. Thứ nhất là nó hiếm về đồ lá, cái thứ hai nó hiếm về cái thân cốt. Và cái thứ ba nữa là nó hiếm về cái hàng đảo. Vì đến thời điểm bây giờ mấy cái thứ này thì hầu như là nó rất là hiếm, và có thì nó cũng giá rất là mắc. Đây mình lên với anh em một cái cây hải châu cúp sen, cấu trúc lá tròn đọt đỏ. Dòng này là hải châu lá siêu rí nha quý anh em. Sau này nó sẽ xuống lá siêu rí nha quý anh em, và nó sẽ xuống lá rí. Đó. Đây quý anh em, xin lỗi quý anh em, là từ lá rí nó sẽ xuống siêu rí nha quý anh em. Mình nói lộn bởi quên mấy anh em. Đây hải châu lá rí. Đó, anh em coi nè, cái lá này cực kỳ đẹp nha. Dạ. Nó cũng đó. Mà cây này thì hoa trái khỏi bể chê luôn. Bây giờ như nó cây này nó vẫn chưa sung nên nó mới ra ít hoa thôi. Ít hoa thôi quý anh em. Đó. Thì chắc khỏi còn một, tầm một tháng nữa thì bắt đầu nó mới rộ hoa ra nhiều. Cây này thì mình để ý lúc nào nó cũng trễ hết. Đây. Quý anh em. Đế nó thì một chùm đế như thế này luôn. Cái hòn đế này thì mình chỉ để mình kê cái cây nghệ thuật mà vô thôi, kê cái nhánh này dựa vô thôi chứ không có liên quan gì đó hết, nên có thể lấy ra thì tùy thích. Đó, thì cái cây này nếu mà tính từ trung tâm này ra này, tới đây nó khoảng 80, nhưng mà tính đầu vòng vòng thì gọi cũng mét quý anh em ha. Cây này thì hai người bơi rất nặng quý anh em. Phong tàn của nó dày lắm, thấy chưa? Tàn sau của nó rất là dày. Dày. Dày nè anh em thấy không? Phần này. Rất là đẹp nha quý anh em. Rất là đẹp. Cây này thì không nhân giống ra trên thị trường để bán nha quý anh em. Cây này một cây zin nguyên bản thôi, anh em có nhu cầu sở hữu dớt luôn cây zin này quý anh em. Đem về vườn của mình. Thì anh em nói về vườn của mình thôi. Đây. Rất là đẹp quý anh em. Xem. Lá tròn đọt đỏ cực tuyệt phê nè quý anh em. Này, chúc mình sẽ quay dàn xương dâm nó quý anh em xem. Thân nó thì lớn hơn ngón chân anh em mình, lắc rất là đẹp tự nhiên luôn nha. Lắc tay cành lắc lắc xuống dưới tới đây luôn. Này, mình sẽ quay xin phép quay phần dưới với anh em xem. Đây anh này thấy không, dưới luôn lắc lượn lên tới phần đỉnh luôn, dàn phong của nó luôn. Lắc giót đọt chủ nha quý anh em. Từ trên lắc xuống giót đọt chủ tới đây luôn là kết thúc nha. Thì anh em mình cần cái tác phẩm này alo cho mình với số điện thoại Zalo 0932411987. Mấy cái tác phẩm hải châu hàng hiếm như thế này thì giá của nó khá cao đâu quý anh em. Rất là đẹp nha quý anh em. Hiện tại vườn mình thì còn một cây con, một cây cây một cái cây bán thành phẩm, như là một cây này thôi, hết. Đây. Ha. Rất là duyên luôn. Trên này là một nhánh tua tủa ra rất là nhiều, mình cắt hết không có nhân giống ra. Anh em thấy chưa? Rất là đẹp không? Rồi quý anh em mình là nhu cầu sở hữu alo cho mình về số điện thoại Zalo 0932411987 quý anh em. Rất là duyên luôn, rất là phê. Đối với anh em mình sở hữu ha. Phóng cái đọt lá lại cho mấy anh em mình xem cho tận tường. Ha. Đọt lá xiên của nó cực kỳ đẹp. Đây. Hồ, đổ xuống từ ghế xuống qua tới đây. Hồi đầu về lại tâm nha quý anh em. Tâm đối diện được không? Đây như nhìn thấy như thế này. Rồi anh em cần alo cho mình với số điện thoại Zalo 0932411987. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều.